Chiều ngày 3 tháng 8, Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra Nguyễn Thị Hòa, 34 tuổi, trú Thường Tín, Hà Tĩnh, về hành vi đi vào phòng làm việc của Quỹ Tín dụng Nhân dân Phong Bắc Trung, dùng dao khống chế nhân viên để cướp tiền. Sáng ngày 3 tháng 8, nữ nhân viên đang ngồi trước máy tính để làm việc trong phòng của Quỹ Tín dụng Nhân dân Phong Bắc Trung, đóng tại thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, thì có một phụ nữ bịt kín mặt, đội mũ đi vào phòng. Ngay khi bước vào phòng làm việc, người phụ nữ này cầm con dao nhọn đưa lên đe dọa khống chế để cướp tiền. Người phụ nữ ra hiệu yêu cầu nữ nhân viên tín dụng phải im lặng, ngồi yên và không được chống cự. Bắt đầu, nữ nhân viên sợ, co rúm người lại không dám chống trả, sau đó giằng co cố gắng tước lấy con dao trên tay kẻ cướp, nhưng không lấy được con dao. Nữ nhân viên cố gắng cất chiếc túi đựng tài sản trên bàn thì bị người này tiếp tục đe dọa và giật lấy chiếc túi. Nữ nhân viên cố gắng giằng lấy chiếc túi và tước lấy con dao. Sau một lúc hai bên giành nhau thì nữ nhân viên chạy được ra ngoài phòng và nhanh tay đóng cửa phòng lại, tri hô mọi người tới giúp. Người dân và công an xã Kỳ Bắc đã kịp thời có mặt khống chế bắt giữ người này. Tại trụ sở công an, người này khai tên Nguyễn Thị Hòa. Hiện công an huyện Kỳ Anh đang tạm giữ Hòa để phục vụ công tác điều tra. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.